Mình sẽ speed up Minecraft với Sid được vụ cá chê. Và mặt chạy sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mình biết các bạn đã nghĩ gì. Mình đang quay video mà không bật mic. Đó là lý do vì sao mà bây giờ mình sẽ vừa tóm tắt vừa bày tỏ một chút câu chuyện của chúng ta nha. Đầu tiên thì mình lấy gỗ, sau đó thì tạo ra rìu. Tiếp tục lấy được thêm một chút gỗ, mình đã tạo ra cửa và thuyền để chuẩn bị đi ra ngoài biển. May mắn cho mình là ở bên trái mình có một cái thuyền có sắt đủ để tạo ra cho mình các công cụ, cùng với đó là rất nhiều đồ ăn. Và trong lúc mà mình đã tạo ra các công cụ thì mình mong các bạn hãy bật cho mình nút subscribe và nút like video. Mình nghĩ là mình sẽ có thể làm thêm các video Spira Minecraft, ví dụ như là thử thách Spira Minecraft này, hoặc cũng có thể làm thêm các nội dung như thế này. Chỉ mong các bạn hãy bật cho mình nút subscribe, bởi vì đó là cách để giúp cho mình có thể làm thêm các video tiếp theo. Và nút like sẽ giúp cho video này được lên đề xuất. Đồng thời thì cũng rất cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ mình trong suốt quá thời gian vừa qua. Video Minecraft gần nhất nơi mình Spiracid 2023 đã đạt được hơn 100k view rồi. Thực sự cảm ơn tất cả mọi người. Và còn bây giờ, mình đã có được cái hang nhờ có tiếng nước chảy. Hai con skeleton này nó định tấn công mình, nhưng cuối cùng thì bọn chúng lại tự đánh nhau luôn. Phát hiện ra hồ lava và định xây cổng, mình nhận ra rằng cái số nước của mình chỉ là số nước ảo. Vì thế mà mình phải quay trở lại để lấy lại nước. Sau khi hoàn thành được cánh cổng, mình đã tiến xuống địa ngục tại mốc sắp 5. Khá là tệ hại nếu như các bạn hỏi mình. Sử dụng thuật thuật D-Ray, mình thấy được chỉ số entity của mình lên đến tận 40, có nghĩa là mình biết Sid mang tên mình đang có một cái Bastion. Sau khi sử dụng thuật thuật D-Ray và tiến tới chỗ của cái Bastion, mình đã bị mấy con lợn tấn công, vì thế mà mình đã bắt block trở lên cao. Sau đó thì sử dụng solar lava để hạ gục những con lợn. Bằng cách hạ gục con lợn to này, mình đã có được thêm đồ ăn. Tại mốc 5 phút, mình đã lấy được cho mình cái Bastion, và bởi vì nó có 3 đầu, cho nên chắc chắn đây là Bastion Stable. Bởi vì terrain ở bên dưới không quá đẹp, mình đã quyết định đào các block để đi lên phía trên, sau đó thì di chuyển tới chỗ của cái Bastion. Đoạn này, mình đã di chuyển thật khéo léo để có thể lút được dương của cái triple, từ đó mình lấy được đôi giày vàng. Sau khi nhìn thấy ở bên tay phải có rất nhiều lợn, mình đã đào vàng của cái triple, sau đó thì đi thẳng vào tòa nhà mid để check xem liệu có cái good gap nào hay không. Rất may là chúng ta có một cái good gap, vì vậy mà mình đã đào dương để chơi tức bỏ lợn. Qua đó, mình đã thu hút được rất nhiều lợn. Trong lúc đang đợi lũ lợn đổi vàng, mình đã sử dụng thủ thuật Pyray và biết được rằng chúng ta có một cái spawner nằm ở ngoài 27 trăng, có nghĩa đó có thể là một cái fortress hoặc cũng có thể là một cái bastion chest room. Nhưng mình mong đó là một cái fortress để giúp cho mình không phải mất thời gian với cái seed này. Biết được con đường đi là khá xa, mình đã chủ động đào lên trên để lấy thêm vàng, sau đó thì sử dụng nó để tạo ra carrot vàng, qua đó giải quyết được vấn đề đồ ăn. Kiểm tra chỗ đồ trao đổi, mình có được hơn 2 stack ngọc, rất nhiều chỉ và đốt chống lửa. Tuy nhiên, obby mình lại chỉ có 15 viên. Thật ra chắc là không phải là tuy nhiên, mình chỉ muốn có thêm 5 viên obby nữa để có thể thực hiện double travel. Nhưng rồi, tất cả các dương còn lại ở trong bastion đều không có thêm một viên obby nào cả. Mình buồn, vì thế mình đã di chuyển đi kiểu cái fortress luôn. Suýt chút nữa thì mình đã hy sinh và troll mặt chạy này do mình đã đặt chế độ game là hard. Vì thế, sát thương và tốc độ bắn của con skeleton này là rất nhanh và khỏe. Cũng may là sau đó mình đã kịp hồi phục và rồi thấy được cho mình cái fortress. Di chuyển và tiếp cận với công trình này chính là những gì mà mình muốn làm tiếp theo. Do biết được rằng đây là cái Soul Sand Valley Fortress, mình đã chủ động giảm Raider Distance xuống 5, nhờ đó mà mình có thể tăng được tỷ lệ spawn của các mob ở trong công trình. Nhưng Blaze ở đâu thì không thấy, chứ toàn thấy con Skeleton thôi. Sau khi đã có được 7 que, mình đã pro đi để kiếm được tòa độ Blight tốt hơn. Chứ 270, đây là một tòa độ Blight hợp lý. Mình đã xây cổng.
sau đó thì lấp lỗ cho mai. Sử dụng xô để dỡ chỗ lava. Mình đã kích hoạt cái cổng, sau đó thì blind travel tới mốc sắp 18. Hay, sắp 18 ạ. Sử dụng viên mắt đầu tiên, mình biết được tọa độ blind của mình rơi vào khoảng 1.200 block. Tiếp tục di chuyển thêm một quãng, mình check viên mắt thứ hai và biết được rằng khoảng cách còn lại rơi vào khoảng 820 block. Và yeah, như gì mình lại tiếp theo là di chuyển thôi. Được quả quyết bấm mic cũng thấy vui nữa các bạn ạ. Được rồi, cứ đi tiếp rồi. Ôi giời ơi, không có đồ obby cũng hơi buồn đó nhỉ. Chúng ta có nhiều pearls. Di chuyển thôi. Thế này 200 block nữa là đến nơi rồi. Ôi, có bánh mì để ăn nhỉ. Đây rồi. Sắp tới nữa. 844 là ngay trước mặt mình. 50 block nữa. Ta sắp tới nơi rồi, let's go baby. Còn từ ruby này, được luôn. Cứ kể nếu như mình blind chuẩn đó. Chuẩn đó. Ok, chúng ta được nhận được vào trong stronghold như lên trên, đóng cửa vô. Hướng nào cũng to. Ở ngay, ở hướng trước mặt mình. Mình có thể đi lên trên hoặc đi xuống dưới. Mình nghĩ là đi xuống dưới là hợp lý nhất. Chuẩn rồi. Chuẩn chưa? Tin chuẩn chưa anh? Mình không nhìn thấy gì cả. Thế là đi ở đây là quá xa. Thế thì vậy là ở bên trên đúng không? Cứ một hướng đi sang bên tay phải mà. Cái gì? Hơi tối. Hướng này đi hết đường đi rồi này. Vậy là bên trên này. Hello? Library. Sao mình soi bên này mà bên này không có gì ta? Ok, qua đây luôn. Thề cái stronghold này tại sao mình sử dụng preemptive mình lại không soi ra được? Vô lý. Mình nhìn bên này nhìn nó sáng sáng này, mình khá tin tưởng bên này. Library. Trời ơi, sao lắm library nhỉ? Bên trên cũng nhìn thấy cái library nữa. Bịp à? À, cái gì vậy? Vô lý, không thể nào được, không thể nào đường này được. Mình nghe tiếng. Nghe tiếng. Ở dưới này. Quái quái. Mình không thể ngờ được nó nằm dưới đây. Bam. Chúng ta có mặt ở dưới này. Ok. Hơi tiếc. Không bật mic. Không phải là không bật mic mà là mic mình có bật. Nhưng mà cái ứng dụng nó tự động chuyển ra một cái mic khác. Nên là các bạn không nghe được giọng của mình. Bực cá mình luôn thề. Trước giờ thì không bị. Bây giờ lại bị khó chịu được. Ok, làm ra giường ở đây. Ê, ơi, ơi. Một bắn. Ok. Chờ chân. Dòng này hơi bị to mồm nhá. Ta có thể sử dụng cung để có thể là triệt hạ được một chút những cái của chỗ hồi máu tăng cái tỷ lệ purge. Nhưng mà nó purge luôn kìa, trời ơi. Luôn á? Hai cái cột kia đều thấp nữa. Ui thề, thấp vết trưởng á. Bam. Four bed seat đặc vụ cá chê. Holy. Let's go. 25 phút nhưng mà thôi không được. Tuyệt quá, spawn quả cũng không hề thú vị tí nào cả. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video của mình. Thì nếu như các bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn phải bấm nút đăng ký kênh nha. Các bạn đang nhìn thấy mình đang giơ cái gì mặt các bạn không? Nhớ bấm đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã xem video này. Gần chết. Bye.